Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách đọc chat những cái mũi móc cơ bản để chúng ta móc lên một sản phẩm. Vì đây là đầu tiên là mũi bính hay còn gọi là mũi móc xích, có ký hiệu bằng một hình tròn elip, hình tròn rỗng giữa, là cái mũi trượt hay gọi là mũi rời, ký hiệu một cái hình tròn elip đen đặt ở giữa hay là một hình tròn chấm như thế này. Còn đây là mũi đơn. Mũi đơn thì có hai cách ký hiệu, đó là mũi đơn chúng ta ký hiệu bằng dấu cộng hoặc ký hiệu bằng dấu x, nhưng mà ở các chat móc ấy, thì cái dấu mũi đơn ký hiệu bằng x sẽ nhiều hơn. Còn đây là mũi chữ T. Mũi chữ T thì chú hiệu ký hiệu bằng chữ T. Tôi đã hướng dẫn tất cả các mũi rất là cơ bản ở những cái video trước. Bạn nào không hiểu thì có thể đón xem. Đây là mũi kép này. Mũi kép là mũi chữ T thêm có một cái dấu ngoặc ở giữa, nó dấu huyền ở giữa này. Mũi kép đôi thì có hai dấu ở giữa này. Mũi kép ba thì có ba dấu ở giữa này. Đây là cái tăng mũi. Tăng mũi thì là ký hiệu bằng chữ V này. Ký hiệu chữ V. Đấy là tăng mũi hay là còn gọi là mũi trung chân cũng là nó. Đây là cách giảm mũi bằng ký hiệu bằng chữ A này. Nó là và đây là vòng tròn ma thuật. Vòng tròn ma thuật ký hiệu bằng MR và bằng 6X. Đây là mũi ngoặc trước. Mũi ngoặc trước đây là mũi ngoặc trước bằng mũi đơn này. Đấy là có nửa hình tròn ngoặc về phía bên tay phải này. Đây là mũi chữ T này, có nửa hình tròn quay về phía bên tay phải này. Đây là mũi kép này, ngoặc trước này. Còn đây là mũi ngoặc sau. Mũi ngoặc sau đây là cái mũi đơn. Cái mũi này thì thực ra nó cũng rất là ít ứng dụng trong các chat móc. Nhưng đây là mũi ngoặc sau này. Mũi ngoặc sau có nửa vòng tròn quay về bên tay trái này. Đi mũi chữ T ngoặc sau này. Đây là mũi chữ T, mũi kép ngoặc sau này. Thì nói chung là những hai cái mũi này nó ứng dụng rất là nhiều trong cái móc tay áo, gấu áo và móc mũi giả đan. Đây là cách móc trường thắng tinh này. Ví dụ như đây là cái chát móc H1MR, đó là vòng tròn ma thuật 6X này. Đến cái hàng thứ hai này, đó là 6V. 6V nghĩa là sau cái vòng tròn ma thuật này, 6V đều là tăng mũi, thành 12 mũi này. Ở cái hàng 3 này là 1X1V, nghĩa là một mũi đơn và một mũi tăng mũi. Một mũi trung chân nghĩa là một chân hai mũi đơn ấy. Đây là hàng 4, đó là 2X, hai mũi đơn, một mũi trung chân này. Hàng 5 là 3 mũi đơn và một mũi trung chân. Từ hàng 6 đến hàng 11, đó là tất cả là mũi đơn nhân với 3 mũi đơn. Đấy, còn từ cái hàng 12 này, nghĩa là 1X, 1T, 1X này, 1 mũi chữ T nhân với 4 mũi kép, xong đến 1 chữ T, xong đến 1X đây, nó lại như thế này. Đây là mũi đơn này, đây ký hiệu mũi đơn này, 1, 2, 3, 4, 5, thì bên này sẽ là có một mũi đơn này, móc sang một mũi đơn bên này, móc sang một mũi, đây là mũi chữ T này. Đây là mũi kép này, có 1, 2, 3, 4 mũi kép này. Nó tiếp tục mũi chữ T vào, móc sang bên này một mũi đơn. Thì chúng ta móc trụ như này sẽ được một cái mũi móc kiểu như hình rẻ quạt ấy. Cái bài hướng dẫn của tôi ngày hôm nay, rất là mong các bạn đón xem video lần sau của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.